Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 21 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số thông tin mới đáng chú ý liên quan tới triển vọng hợp tác kỹ thuật quân sự Việt-Mỹ hiện tại và tương lai. Có thể nói, ngày càng có thêm những thông tin đáng khích lệ từ phía Mỹ về việc mở rộng danh mục vũ khí trang bị cung cấp theo yêu cầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. So với thời điểm năm 2016, khi Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, câu chuyện của hiện tại đang cho thấy sự cởi mở nhất định của Washington đối với Hà Nội. Theo đó, hồi cuối tuần trước, hãng tin Anh Reuters cho hay hơn 50 doanh nghiệp Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực gồm an ninh quốc phòng, dược phẩm, công nghệ sẽ sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trong tuần này. Sự kiện do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN gọi tắt là USABC tổ chức với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn ở Mỹ, ví dụ như Boeing, SpaceX, Netflix. SpaceX, Netflix và Boeing sẽ là ba trong những công ty tham gia phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ tới Việt Nam trong tuần tới nhằm thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ này, hãng tin Anh Reuters cho biết. Trong khi đó, ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN khẳng định đây là sứ mệnh kinh doanh lớn chưa từng có tại Việt Nam. Đặc biệt, cũng theo ông Thành, các tập đoàn lớn như Boeing, Lockheed Martin và Bell Helicopter sẽ có các cuộc gặp gỡ và làm việc với các công ty, đơn vị mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ quốc phòng Việt Nam. Điều đáng nói, hồi tháng 12 năm ngoái, nhân triển lãm quốc phòng quốc tế tại Hà Nội, các công ty Mỹ đã có một số cuộc trao đổi với phía Việt Nam về khả năng bán một số thiết bị quốc phòng. Máy bay trực thăng là một trong những thứ mà các công ty hy vọng bán được cho Việt Nam. Ông Thành chia sẻ thông tin đáng lưu tâm nhất vào lúc này. Có thể nói, kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, đây là lần đầu tiên có thông tin về việc các công ty Mỹ mong muốn cung cấp trực thăng quân sự cho Việt Nam. Song, vị đại diện cũng cảnh báo rằng các thương vụ quốc phòng cần có thời gian để hoàn tất và chắc chắn sẽ không có bước đột phá nào đạt được ngay lập tức. Thực tế, nếu chỉ nói chung về mua bán trực thăng với Mỹ, từ năm 2019, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, hay còn gọi là Binh đoàn 18, một đơn vị làm kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội ta, đã tiếp nhận hai chiếc trực thăng Bell 505 do tập đoàn Bell sản xuất. Bell 505 là dòng trực thăng hạng nhẹ, phù hợp cho hoạt động huấn luyện, chở khách du lịch, phục vụ phát triển kinh tế. Việc mua bán Bell 505 hầu như không có vấn đề gì quá khó khăn, hợp đồng được ký một cách dễ dàng vào năm 2017. Do đó, từ thông tin chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của ông Vũ Tu Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, nhiều khả năng những sản phẩm mà các công ty Mỹ đang hướng tới việc cung cấp cho Việt Nam thuộc các mặt hàng chuyên phục vụ quân sự, mà cụ thể là trang bị cho không quân và hải quân nhân dân Việt Nam. Bất chấp việc, về mặt hình thức, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhưng như chúng ta đã trao đổi với nhau nhiều lần, đến cả một số quốc gia được xác định là đồng minh của Mỹ, việc mua vũ khí hiện đại, sát thương cao từ Mỹ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, như trường hợp Pakistan, họ được mua F-16 nhưng đổi lại không được dùng để chống lại Ấn Độ và nếu vi phạm, cái giá phải trả sẽ là lệnh cấm vận vũ khí tạm thời, các máy bay xin mời vào nhà kho, nghỉ dưỡng dài ngày. Rồi thì những can thiệp vào phần mềm trong việc sử dụng các loại vũ khí thông minh nói chung là cực kỳ nhiều vấn đề với vũ khí Mỹ. Tất nhiên, không phải tất cả các vũ khí Mỹ đều có thể bị can thiệp. Đối với các mặt hàng như phương tiện vận tải quân sự, trinh sát, huấn luyện, mọi thứ dễ thở hơn một chút. Và dường như thừa hiểu tâm tư của Washington cũng như cân nhắc lịch sử trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam, việc ba ông lớn Bell, Boeing, Lockheed Martin mong muốn cung cấp trực thăng quân sự cho Việt Nam xem ra mang tính khả thi hơn cả, dù rằng cũng không phải là quá dễ dàng. Vậy, rốt cuộc ba ông lớn này chào hàng thiết kế nào với Bộ Quốc phòng Việt Nam, có thông tin nào cụ thể hơn không? Rất tiếc, một lần nữa chúng ta phải nói với nhau từ không. Các nguồn tin hiện tại bó tay trước mục tiêu của ba tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu nước Mỹ cũng như tâm tư ý định của Việt Nam. Dù vậy, không ai cấm chúng ta đoán cả, thực ra không phải quá khó đoán nếu xét về lịch sử trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam. Một trong những ứng viên mà tôi tin rằng Bell Helicopter, nhà sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu thế giới nhắm tới, chính là đưa sang Việt Nam dòng trực thăng mang tính kế thừa của UH-1 huyền thoại. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi tin rằng Bell thừa hiểu lịch sử sử dụng của UH-1 ở Việt Nam và họ biết rất rõ rằng sau năm 1975, Không quân Việt Nam đã sử dụng phổ biến UH-1 cho nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Kể cả khi hết linh kiện phụ tùng, Việt Nam vẫn tiến hành niêm cất lâu dài một số lượng nhỏ UH-1 từ năm 1982 để chờ ngày khôi phục. Mãi tới năm 2005, bằng một cách thần kỳ nào đó, Việt Nam đã tự sửa chữa, khôi phục và tái trang bị khoảng 15 chiếc UH-1 cho Trung đoàn Trực thăng 917 đóng ở Việt Nam. Sau khi Mỹ rút lệnh cấm xuất khẩu trực thăng cho Việt Nam vào năm 2009,
Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ Richard Gennell tháng 9 năm 2010 thông báo, Mỹ đã cấp 1,3 triệu đô cho chương trình củng cố quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam để nâng cấp khoảng 15 chiếc trực thăng UH-1, chương trình hoàn thiện trong năm 2012 trước khi được tái trang bị. Các trực thăng UH-1 ở Việt Nam vào thập niên 2000 chủ yếu sử dụng cho vai trò huấn luyện, cứu hộ cứu nạn và đôi khi còn trang bị súng máy 6 nòng để chi viện hỏa lực. Đạn đâu ra mà bán nhỉ? Hàng nhà trông được mà. Chủng loại súng đạn hệ NATO ở Việt Nam còn nhiều lắm. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn chiếc UH-1 vào sáng ngày 28 tháng 1 năm 2015, các trực thăng UH-1 được quyết định cho nghỉ hưu. Rõ ràng, từ phương diện của Bell, họ thấy được rằng Việt Nam xem ra rất thích các tính năng của dòng UH-1. Đó là lý do cho thấy trong nhiều loại máy bay quân sự chiến lợi phẩm năm 1975 hầu như được đem bán sắt vụn thì riêng UH-1 được giữ lại. Vì vậy, phương án khả dĩ nhất mà Bell sẽ chào hàng cho Việt Nam vào năm 2023 hoặc các năm tới có lẽ sẽ tiếp tục là một đại diện tới từ dòng máy bay trực thăng UH-1 huyền thoại mà tới nay nước Mỹ vẫn đang sản xuất. Cụ thể ở đây có lẽ là phiên bản mới nhất UH-1I Venom, một chiếc trực thăng đa dụng hạng trung, hai động cơ được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 2001, chính thức đi vào phục vụ năm 2008 và đến nay dây chuyền sản xuất vẫn đang chạy. So với UH-1 thời chiến tranh Việt Nam, UH-1I là sự lột xác hoàn toàn về hình dáng, thiết kế, mặc dù cơ sở chung thì vẫn là khung thần UH-1. Model I được nâng cấp sâu về cabin, khí tải điện tử hàng không, bao gồm khí tải ảnh nhiệt, hỗ trợ tác chiến ban đêm, các cải tiến về tính an toàn, tính cậy. Điều đặc biệt nhất, UH-1I được trang bị hai động cơ tuabin trục T-700 thay vì thiết kế một động cơ truyền thống của dòng UH-1. Điều này làm tăng độ tin cậy và an toàn của UH-1I trong trường hợp một động cơ bị hỏng vẫn còn chút cơ may cho phi hành đoàn hạ cánh khẩn cấp. Bên cạnh đó, UH-1I cũng thay đổi bộ cánh quạt bay, cả cánh quạt chính và đuôi đều tăng từ 2 đến 4 chấu giúp tăng lực nâng, tăng tải trọng. Thực ra, từ tháng 4 năm 1965, phương án trang bị hai động cơ cho UH-1 đã có với phiên bản UH-1N Twin Way. Phiên bản này từng được gửi tới Việt Nam thử nghiệm cuối năm 1970 nhưng không được cung cấp cho miền Nam Việt Nam. UH-1I được cải tiến trên nền của UH-1N nhưng cập nhật thêm các công nghệ mới của thế kỷ 21. So sánh với UH-1N, Model I tăng thêm tải trọng, tăng thêm 50% tầm bay, giảm rung, tăng tốc độ hành trình. Nó đạt tốc độ tối đa 304 km/h, tốc độ hành trình 293 km/h, tầm bay chiến đấu 240 km với 990 cân tải trọng, thời gian bay tối đa 3 tiếng 18 phút, trần bay 6.100 m. Tương tự đặc tính của UH-1, ngoài vai trò chở quân, tối đa 10 binh sĩ hoặc 6 cáng cứu thương hoặc 3 tấn hàng hóa, UH-1I có thể kiêm nhiệm vai trò tấn công, yểm trợ hỏa lực mặt đất với cụm hỏa lực bao gồm hai thùng phóng rocket 70mm và hai vị trí lắp các khẩu đại liên 7,62 hoặc 12-7 và nhất là súng máy 6 nòng GAU-17A. Nhìn chung, mặc dù Bell có khá nhiều thiết kế, ví dụ như dòng trực thăng tấn công AH-1Z Viper hay là trực thăng chính sát đặc nhiệm OH-58, nhưng chúng tôi tin rằng UH-1I là sáng giá nhất. Vì Việt Nam có truyền thống và kinh nghiệm sử dụng UH-1, cho nên chúng ta hiểu giá trị của loại máy bay này, chúng ta biết rõ ưu và nhược điểm so với dòng B-8-17 của Nga. Vậy, UH-1 đã nổi tiếng ở Việt Nam như vậy, thì Boeing và Lockheed Martin có gì hay ho? Thực tế, ngoài UH-1, một dòng trực thăng Mỹ nữa mà Việt Nam từng sử dụng nhiều năm trước khi cho nghỉ hưu đó là mẫu trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook mà tới nay Mỹ vẫn còn sản xuất. Không quân nhân dân Việt Nam đã thu được 5-7 chiếc CH-47A còn tốt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó, sử dụng chúng cho nhiệm vụ chở hàng, chở quân, phục vụ cho chiến dịch biên giới Tây Nam 1978-1979 khá là hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta không chọn niêm cất bảo quản số CH-47 sau khi hết linh kiện mà thay vào đó để thời gian tàn phá. Nhưng có một chuyện đáng chú ý như thế này. Khoảng năm 1996, các chuyên gia của Boeing đã tới khảo sát các trực thăng CH-47 tại Tân Sơn Nhất để đưa vào chương trình tái thiết. Do vậy, khung thân trực thăng CH-47 đã bị hư hỏng nghiêm trọng nên chương trình bị hủy bỏ. Không rõ Boeing muốn mua lại các khung thân này hay khi quan hệ Việt-Mỹ được bình thường hóa, chúng ta muốn tính tới khả năng khôi phục các khí tài này. Nhưng rõ ràng là cùng với UH-1, CH-47 đã từng phục vụ trong không quân nhân dân Việt Nam, chúng ta chỉ loại bỏ khi hết phụ tùng, linh kiện. Đó là cơ sở cao nhất để chúng tôi tin rằng nếu là chào hàng trực thăng quân sự, Boeing sẽ trao đổi về triển vọng của CH-47 Chinook với Việt Nam. Được thiết kế vào thập niên 60, đến nay dòng trực thăng CH-47 Chinook vẫn đang được sản xuất đều đặn tại Boeing, dĩ nhiên là các phiên bản mới, cập nhật công nghệ của thế kỷ 21. Phiên bản thương mại mới nhất hiện nay là CH-47F, ra mắt năm 2001, bay thử năm 2006. Các nâng cấp chủ yếu bao gồm khối động cơ 4.868 mã lực và khung máy bay có kết cấu luyện khối lớn hơn để giảm yêu cầu bảo trì, dĩ nhiên là bao gồm hệ thống điện tử hàng không với thiết bị kỹ thuật số.
Xe H47F có thể đạt tốc độ tối đa 315 km/h, tốc độ hành trình 296 km/h, tầm bay chiến đấu 370 km, trần bay 6.100m với 33-55 binh sĩ hoặc 24 gắng cứu thương hoặc 10,88 tấn hàng hóa. Xe H47 hiện là thiết kế thành công nhất của phương án cánh quạt nâng không đồng trục gắn ở đầu và đuôi máy bay, quay ngược chiều nhau để triệt tiêu mô men xoay. Vì có hai cánh quạt nên hiệu suất cánh quạt, độ an toàn cộng hưởng, chống rung lắc tốt, không bị vi phạm công suất. Loại này có sức nâng rất tốt, phù hợp để cầu các thiết bị ngoại cỡ. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã sử dụng phổ biến xe H-47 cho nhiệm vụ cầu pháo tới các điểm cao, địa hình hiểm trở, cực kỳ tiện dụng. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là khó điều khiển, tính cơ động kém. Nhưng với vai trò vận tải thì xe H-47 là một phương án rất hay, không phải tự dưng mà ra đời năm 1960, đến nay xe H-47 vẫn còn sản xuất là vì thế. Ngoài xe H-47, Boeing vẫn còn nhiều sản phẩm hiện đại như trực thăng trinh sát tấn công AH-6, trực thăng tấn công AH-64 Apache nổi tiếng hay dòng máy bay Lai V-22. Nhưng những cái này có lẽ Việt Nam chưa thể nghĩ đến vào lúc này. Sau cùng, vậy Lockheed Martin, nhà sản xuất máy bay tiêm kích F-16 nổi tiếng, có mẫu trực thăng nào hay ho, sau lâu nay họ ít tiếng tăm về trực thăng vậy nhỉ? Thực ra, lịch sử trực thăng Lockheed Martin được viết từ tháng 11 năm 2015 khi họ mua lại tập đoàn Sikorsky Aircraft, nhà sản xuất trực thăng có lịch sử 100 năm. Nếu Bell có UH-1 thì Sikorsky nổi tiếng với huyền thoại UH-60 Black Hawk, mẫu trực thăng thành công nhất của công ty này hiện nay, với 5.000 chiếc được sản xuất từ năm 1974 tới nay, cung cấp cho quân đội Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. So với UH-1, UH-60 cũng được xếp nhóm trực thăng hạng trung với tải trọng 4,1 tấn, chở được 11 binh sĩ. Nó trang bị hai động cơ tua bin trục ngay từ đầu với tốc độ tối đa 294 km/h, tầm bay chiến đấu 590 km, tầm bay xa nhất 2.200 km với thùng dầu phụ trong ngoài. UH-60 cũng có thể tác chiến đa nhiệm, vừa vận tải, vừa là trực thăng tấn công với khả năng trang bị súng máy, rocket và thậm chí một số phiên bản mang cả tên lửa chống tăng Hellfire và tên lửa không đối không Stinger. Mặc dù tính năng tương đương với UH-1I hiện tại, nhưng UH-60 hiện đang thế chỗ UH-1 trong phần lớn các quân binh chủng của quân đội Mỹ nhờ khả năng tác chiến đa nhiệm và tính năng vượt trội. Ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp, một chiếc UH-1 có thể không vận 11 binh sĩ cùng một khẩu pháo 105 ly với 30 viên đạn. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ lục quân, UH-60 còn được phát triển với nhiều phiên bản hiện đại cho hải quân cũng như làm các nhiệm vụ đặc biệt. Nổi tiếng nhất là trực thăng hải quân SH-60, MH-60 trang bị cho các tàu khu trục, tàu hộ vệ, tuần dương, tàu đổ bộ, tàu sân bay, phục vụ cho vai trò tuần tra, cứu hộ, trinh sát chống ngầm. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, máy bay của Sikorsky cũng từng tham chiến với các đại diện như trực thăng vận tải hạng nặng CH-53, trực thăng gần cầu CH-54, trực thăng vận tải hạng trung H-34. Tuy nhiên, Mỹ chỉ để lại cho quân đội Sài Gòn loại H-34 lỗi thời và tới năm 1975, phần lớn chúng không còn hoạt động. Thế nên, không quân nhân dân Việt Nam không thể sử dụng và đánh giá hiệu quả của trực thăng Sikorsky. Dù vậy, rõ là với 5.000 chiếc Black Hawk, không thể phủ nhận sự thành công của dòng trực thăng này ở sự tin cậy, đa dụng và hiệu quả. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines, Malaysia đều đã mua UH-60 và các phiên bản của nó. Đặc biệt, Trung Quốc vào thập niên 80 đã nhập khẩu 24 chiếc S-70C2 thuộc phiên bản dân sự để sử dụng và tới nay họ đã sao chép thành công và đi vào sản xuất phiên bản Z-20 với ngoại hình tương tự. Vậy, Việt Nam sẽ chọn mẫu trực thăng nào? Thật khó để nói gì vào lúc này vì trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, chúng ta hầu như chưa bao giờ để lộ ý định mua mới trực thăng quân sự. Một phần vì ta đang tập trung xây dựng lực lượng máy bay tiêm kích, vận tải vốn có nhiều yêu cầu cấp bách hơn và thứ hai là số trực thăng Mi-8-17 vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Do vậy, khó mà đánh giá cụ thể và chi tiết gì đó vào lúc này. Có lẽ sẽ phải chờ các cuộc làm việc giữa các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ với chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong tuần này và hy vọng sẽ có một vài thông tin hay ho.